Đây là cái câu chuyện gọi là sinh tồn trong đại dịch Covid nhờ cái bản năng nông dân. Bây giờ mới kể với mọi người nhá. Đấy. Này là bí cũng như là rất là nhiều các loại cây trồng ở cái mảnh đất ở cạnh nhà này. Đấy, đất người ta mua người ta đổ xà bần toàn đá mới gạch đây, nhưng mà cả nhà ra cố gắng moi lên được một vài cái khoảnh đất để gọi là trồng những cái cây như này. Đấy, ở phía ngoài thì trồng được khá là nhiều củ rau cải ở đây này, đã thu hoạch rồi, thế còn lại ít khoai lang. Đấy, thì câu chuyện này là sinh tồn trong dịch đây, nhưng bây giờ mới kể. Đấy, cái mảng đất trống này là đã trồng cải và thu hoạch rất là nhiều, còn bí này trồng lần thứ hai. Đấy, dùng các cái khung tranh cũ, khung tranh gãy các kiểu để làm cái giàn bí. Thì mọi cái thì bây giờ đã trồng lại lần thứ hai rồi. Còn đất đai thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là cái việc làm nó có dễ hay không, thì chỉ với một con dao mẻ với lại một phần của cái cuốc thôi, chứ không phải là một cái cuốc nữa, 1/3 của cái cuốc thôi, thì trồng được rất nhiều bí đỏ. Riêng bí đỏ thì ngọn bí thì có thể 1 tuần kiếm được khoảng tầm 3 4 bữa. Khoai lang thì cũng vậy, khoai lang 1 tuần phải được kiếm được 4 5 bữa khoai lang, vì trồng 2 đám mà. Đấy, chúng ta đây một đám, đây một đám này, ở ngoài chỗ vừa nãy một đám. Đấy, rất là may ở cạnh người ta có mảnh đất, người ta chưa xây nhà mà người ta đổ xà bần lên đấy, thì vợ chồng con cái huy động nhau ra, người 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 xới người cày, nói chung là làm bằng cả bằng chân bằng tay, bằng tất cả các loại sức lực. Thì riêng sả này rồi nanốt thì họ có sẵn một số dây ở đây, cho nên là chỉ cần tưới chăm nó sẽ lên. Còn sả rồi cái dọc mùng thì cũng kiếm được, sả thì đủ ăn, còn dọc mùng thì 1 tuần được vài bữa. Đấy, thì nói chung là trong cái những cái lúc mà ngặt nghèo, cái chỉ thị 16 thì vô cùng khó khăn, nhưng mà vẫn kiếm được ra một ngày từ 1 cho đến 2 bữa rau, gần như là tự trồng. Lúc đấy thì mưa thì nó sẽ nhanh hơn, đặc biệt là khoai lang và bí đỏ. Nó mưa xuống cho nên là cái ngọn nó ra nhiều lắm. Bây giờ thì nó khô như này thì cũng ít, nhưng đấy, khoai lang thì đến đâu cắt đến đấy nó mọc lại, trồng lại. Còn đám bí thì bây giờ ngoài kia thì mà xã giờ mới trồng lại, bị cây nhỏ. Bí xanh ấy thì chỉ dùng phân bò khô. Đấy, bây giờ thì mới kiếm được cái phân bò, chứ trước đây thì đốt cái than lên, đốt cái lá cây lên, xong rồi lấy cái tro bón rồi cũng chẳng biết làm gì cả. Thì bí thì trước chủ yếu là trồng bí đỏ để lấy ngọn. Đấy, còn bí xanh thì bây giờ mới làm ra. Còn cá thì đặc biệt riêng cái món cá thì trước nhà có làm đường, thành ra là bà xã rất là giỏi trong việc làm các môn cá khô để ăn dần. Đấy, đây là cá thu rồi, trước thì làm hàng chục ký cá đù. Đấy, thành ra là thức ăn khô, thức ăn dần thì cũng không có thiếu. Tóm lại là nó chỉ ngột ngạt cái việc không được đi lại ấy. Không được đi lại nó hơi tù túng một chút thôi. Chứ còn cái bản năng làm nông nghiệp, cái kỹ năng làm nông nghiệp cũng may mắn là biết chút ít, thành ra là vợ chồng con cái và các cháu nó cũng được tiếp xúc với những cái việc và làm thực tế, làm việc thực sự để tạo ra cái miếng ăn như nào. Đấy là một cái cơ hội để cho chúng nó có thể va chạm với cuộc sống thực tế. Đấy, thì cũng rất là may thì ở cạnh nhà người ta có cái miếng đất, người ta bỏ như vậy, người ta chưa có làm đến thì tận dụng làm một phần tạo ra cái rau xanh cho gia đình, và một phần là cho nó bớt cái sự tù túng đi, bớt cái sự khó chịu đi. Thêm nữa là các cháu nó được cầm tay vào con dao cái cuốc, biết trồng mỗi cây từ khi trồng cho đến khi thu hoạch. Đấy cũng là một cái niềm vui khá là lớn. Đấy, thì không biết là nhà các bác thì đã sinh tồn như thế nào trong dịch, chứ còn nhà mình thì trong dịch thì thực sự đã kiếm được khá là nhiều rau xanh bằng cái cách này. Đấy, nanốt làm được rất nhiều món luôn. Đấy, chúng ta có thể làm nanốt xào với thịt hoặc là chiên với trứng, làm ăn rất là ngon và mùi vị khá là đặc biệt. Thế rồi các cái loại rau khác thì cũng vậy, khoai lang thì rất là tốt rồi, bí đỏ thì cũng vậy, xào với tỏi rất là ngon. Thì
cũng là một cái gọi là may mắn có cái kỹ năng làm nông nghiệp thì cả nhà gọi là kiếm được một cái nguồn thu hoạch thêm vào để sống cho nó đỡ chật vật cái giai đoạn dịch đấy. Hiện nay làm cái clip ngắn là chia sẻ đi nhé.